Tiến Bright, anh sẽ lên TikTok shop mua cho em cái váy hồng em mặc vào. Lương Quỳnh Như đã đành rồi. Hôm nay xem livestream mẹ nhắc đến cả Lương Hải Như. Em sắp trở thành kèn kèn rồi đấy em ạ. Người ta mất rồi em không, em cũng đem ra em câu view để em bán hàng. Anh cũng đến ại em, thật sự anh ại em thật. Thay mặt anh em Hải Phòng xin lỗi anh em cả nước về cái sự cố Tiến Bịp này. Không hiểu Hải Phòng là mảnh đất uy tín đẳng cấp, thời cha, thời chú, thời cô Dung Hà, chú Cu Lên, Cu Lý, chú Lâm Già. Giờ thế hệ sau sắn ba số rồi Tiến Bịp. Chán, nghĩ mà nó chán thật mọi người. Các đàn anh đàn chị đệ lại tiếng tăm, đến đời Tiến Bịp nó phá hết anh em ạ. Chả còn cái gì, chán thật. Mà sao các chú bác ở thế hệ Phòng không tìm cách ấy em Tiến Bịp vào à, dọ móm Tiến Bịp vào để nó thế xấu hổ người Hải Phòng lắm, ảnh hưởng bởi vì nó nhiều view lúc nào đóng tôi Long tức Tiến, Tiến tức Long, cứ làm như mẹ ông trùm tôi Long tức Tiến. Long tức Tiến thì kệ mẹ nhà mày, ai quan tâm mà mày cứ phải dơ ngực ra là tôi Long tức Tiến trưng phong kẻ biển. Phong bạt bây giờ 25k một mét Tiến ạ, thật phong bạt giờ nó rẻ lắm, 25k một mét nhá, mét bạt ok em nhá, bỏ đi anh ơi, khuyên thật.